Hello, thân mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay chị em mình đi hành đi xuống tới Kiên Giang, bắt đầu là mình cầm theo cái bọc và cả nhà biết đi đâu rồi đó. Thì hai chị em mình sẽ đi leo lên cây chăm để bẻ. Thì cỡ này là đang cái mùa hè là mùa chăm tới cả nhà. Thì hùi luôn coi nè cả nhà ơi, cái chăm mới trái chín nó rụng lự cây luôn nè, lự đường luôn á coi nè. Bây giờ hai chị em mình sẽ leo lên cái cây chăm trên này. Thì cái cây này thì năm ngoái Thanh cũng có xuống đây chơi rồi, cái bắt đầu mình bẻ rồi cả nhà. Thì mời cô chú chị các bạn cùng đi bẻ chăm với hai chị Thanh nha. Chưa bốn hai bốn nhỏ leo lên đa số nhỏ tay luôn. Hai chị mình đi cả nhà. Rồi không có trái xanh. Thôi quay ra cây ngoài kia đi.
mới cho bồng. Mới cho bồng. Để trong xung xê trái được kìa nè. Giờ hai chị em mình sẽ đi vô trong này vẽ hai cây. Đi. Ít cho chùm luôn. Giờ hai chị em mình sẽ leo lên cây bẻ, mời cả nhà đi bẻ trong. Hai chị em mình nãy giờ đi cũng biết bao nhiêu đoạn đường mới được có một cây cả nhà ơi. Đi lấy cây nữa rồi đó. Lấy cây rồi mình lấy được. Mình đang soạn chỗ để leo cây cái nhà. Nó gụn rồi, chăm này nó mùi hết rồi. Cái đấy thằng bẻ thì bọc đi. Nè. Thấy nó gụn hết chưa? Thấy nó gụn hết rồi. Nguyên cũng lậm lại nhé. Cái đường mà lậm đó.
nó gũng xuống rồi biết đường nào mà lộn lại. Cầm em lên tới trên luôn cả nhà ơi. Cầm em đi gọn hơn rồi hai chị em mình. Cái là chị chùm gì không á? Bây giờ chạy về lấy cái móc. Thôi khỏi. Tụi mày chạy về là tao bẻ xong luôn rồi đó. Thấy ở dưới cái nhìn nó thấy chùm chùm gì mà lên cây khó bẻ lắm cả nhà ơi. Nó cháy cái chín á, nó nằm ngoài xa không à. Anh nè. Cái này nối vô được không? Được, chắc là được. Kéo nó gãy nhánh luôn á. Tại đó, gãy nhánh tại đó. Kiếm thế đứng rồi. Nhánh này phải không? Ừ. Đó, bà kêu bẻ nhánh này á cả nhà ơi. Bẻ chân mà. Bẻ mặt không phải đi không? Đỡ, cò, cô cò. Tôi mà là để cho tôi lấy nhà tôi sợ là tôi bẻ được nhánh không còn vậy đó. Đúng. Bẻ này. Sao là tôi bẻ được nhánh không còn rồi đó. Dạ, dạ rồi. Hết sức có thể. Nè, hãy xuống cho cưng ở dưới đi. Tại đây nè, nó gần là chụp đế thôi, nó gụng hết ủng. Để nhánh thì ta la không đó. Chắc không đâu, tại này là châm nó tự mọc nè. Không có bọc đâu, để bẻ. Bọc lấy trên đây. Bẻ đi, chút chút bẻ. Rồi, có nhiêu này được rồi cả nhà. Giờ hạnh sẽ qua đây để vô trong bọc rồi bắt đầu mình đi xuống đủ ăn nè, để đủ ăn thôi. Có chân chanh nó ngọt luôn, mời cả nhà ăn chanh với Thanh nha. Nghĩ sao bên này cả nhà, mình leo mình chạy chùa mình hết sức mới bẻ được cái nhánh này mà bả kêu thôi đi về tự nhiên bẻ xuống rồi bỏ, tức muốn vòng cho nó một vòng như thế cả nha. Bả chuyện cái nhánh này nhờ bẻ được cái nhánh này trái nhiều nè, đây nè chùm này trái đen luôn nè, cái chùm này nè trái đen luôn á. Nhờ được một chùm chứ leo không chảnh á, gung quá. Nhờ đây có gió mát cũng đỡ. Thì có gió trái quá chuyện trái mà hai chị mình bẻ được có ít rồi cả nhà. Leo lên rồi mình thấy nó cao với lại nó khó chèo quá, mình không cho em mình chèo lên nữa, cho nó đứng ở dưới để nó chụp đi. Cái này là mùa chăm bắt đầu tới nè cả nhà. Nhầm cây có trái thì chín vậy nè. Nhầm cây là nó mới ra bông luôn á. Như cái cây hồi nãy hai chị em mình đi vô á, cái vừa mới có ra bông mà có trái, còn cái cây này thì nó muốn bụi luôn rồi. Cái lúc mà đợt đầu hai chị em mình đi ra đặt leo lên bẻ cây đó đó, cây đó thì mới trái chín, trái nhiều luôn á. Nhưng mà do là quả chị kiến chúa rồi, leo lên nó bụi lên cái tay nó cắn thôi là hai chị em mình hết xuống được luôn á.
cho nên đó mình không có dám bẻ nữa. Rồi có được hai thằng em trai kia nó chỉ vô trong cái kinh tư, rút vô trong đây thì gặp được cây châm này nè. Nó nói chứ cành cành không rồi mà giờ hồi chắc cũng có cành cả nhà, vừa ăn chứ không có bự nhưng mà nó ngọt thiệt. Châm này đó là châm hồn, châm hồn, châm núi nha cả nhà, hồn sóc á. Bây giờ mình sẽ bẻ trái trên cái nhánh này xong rồi bây giờ hai chị em mình lụm sơ sơ nữa rồi mình đi về được rồi cả nhà. Hồi nãy mình rung trái rụng ngóc chưa, giờ mình bẻ ra chắc cái này được có dĩa quá Tâm ơi. Dĩa mà chứ được dĩa thôi Tâm ơi, giờ nó mới chứ lụm gì đâu được đâu. Biết rằng là trái nó rụng nhiều quá mà mình lụm thấy nó héo héo không à. Đi về Tâm ơi. Nay thành quả hai chị em mình đi bẻ cái cây châm này cả nhà, ui quá chèn hãy còn mê rồi. Nhưng mà mê mà bẻ không có được là không có đem theo cây móc. Giờ hai chị em mình về lựa trái chín ra rồi trái sống mình bỏ. Giờ mình giả muối mình ăn cả nhà. Đi về. Cái gì mình cũng quên. Tên cả nhà, đây là thành quả hai chị em mình đi bẻ châm từ hồi sáng tới giờ. Thì bẻ cũng được một dĩa nè, dưới ở đây là mấy cái châm mình chưa có ra. Thì mời đứa nào muốn ăn cái nào ăn cả nhà. Do là ở trong nhà mình đó đông con nít quá nó hơi ồn cho nên hai chị em mình đi ra ở ngoài cánh đồng lúa để hai chị mình quay, mà do là cỡ này lúa cắt hết thì không có còn cánh đồng lúa nữa cả nhà. Giờ mời cô chú chị các bạn cùng ăn châm với hai chị em mình nha. Thì bữa nay mình sẽ làm một chén muối ớt giả với một chén muối Tây Ninh. Ăn cái nào nó ngon thì mình ăn cái đó cả nhà. Rồi ăn đi Tâm ơi. Mời cả nhà cùng ăn với hai chị Thanh nha. Cả nhà nha. Chị mình ngồi chấm mấy cái này thử coi. Sao? Ngọt hả? Châm này thì nó rất là ngọt cả nha. Này á mình ăn không không chấm muối cũng ngon. Lâu lắm rồi mới được ăn chấm. Rất là thèm luôn cả nhà. Do là một năm á nó có chấm mới có một mùa. Cho nên nó năm nay là bắt đầu vô đầu mùa rồi cả nhà. Dục ở đây này nữa nó lên cây mình khỏi đi xa. Cái kinh này quá nhiều cá, thấy cá nó ngớp nhóc chưa? Cái này xuống đây mà mò hang là có cá lóc nè. Chiều quá hai chị em mình đi kiếm mấy cái dũng gì nè cả nhà, mình bắt cá về hai chị mình nướng nha. Đầu mùa cả nhà. Này là trong hòn sóc nè cả nhà. Đó là nữa hai chị em mình đi vô tuốt trong cái hòn giống á. Tuốt trong cái hòn nó giống rồi để ngồi thẳng đi ăn đi. Tuốt ở trong cái hòn trong cái hai chị em mình đi bẻ đó mà cả nhà biết đó, nhìn thấy gì đó chứ một đoạn rất là xa luôn, bởi nói thèm rồi là tới đâu cũng đi hết trơn cả nhà. Chứ xuống thì con em mình nó chịu chiến quá, mới đầu cái cây kia kiến lửa không nó cũng gác chị em chảnh, cái thanh vàng không được rồi bắt nó đi xuống thì kiếm cây khác được. Chứ cái cây quá chừng kiến chúa không cả nhà, nó mà lẻ nó buông lên cái tay hai chị em mình rồi nó lẻ rồi hai chị em mình chắc xin thù kiến không chứ bẩn xung nó leo lên liền. Mà cây đó khó leo hàng, cái cây sau mình thì bẻ có khó nữa. Này nó mới có vô mùa cho nên nó có cây là trái chín, có cây là chưa có trái, có cây là trái mới ra, có cây thì trái còn xanh luôn cái nhà, nó đủ loại châm chứ. Mà cái cây này quá chèn trái ngọt rồi. Nhiều có mất cỡ. Ở nhà mẹ mình cũng có một cây á, nhưng mà do là cây châm ở nhà mẹ mình thì nó chưa có trái cả nhà. Nó người ta trái cỡ vô giữa mùa nó bắt đầu có trái. Rồi cả nhà, thì bữa nay là hai chị em mình đi bẻ châm về chấm muối ớt ăn. Thì đây mình hai chị em mình mà hợp lại cái là bắt đầu đi bẻ châm bắt cá này kia về ăn này kia. Thì chiều hai chị em mình sẽ đi kiếm mấy cái chủng như gì nè, bắt cá gì mình nướng ăn, cũng thèm cá nướng muối ớt cả nhà, chấm muối ớt á.
bây giờ thì cũng ăn chăm xong rồi. Thôi video của Hành đến đây Hành cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Hành. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Hành vào ngày mai nha. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho Hành có động lực cho nhiều video hay nữa nha. Bye bye cả nhà.